nay thì Minh Trang đang có mặt tại một nơi được trồng rất nhiều hoa hồng. Và hoa hồng ngoài việc dùng để trang trí thì trong chương trình hôm nay Minh Trang sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ẩm thực từ hoa hồng, đó là trà hoa hồng. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Chào Minh Trang. Dạ thưa anh, là ở đây thì Minh Trang thấy rất nhiều hoa hồng. Vậy thì thật ra ở cơ sở của mình có tổng cộng là bao nhiêu loại hoa vậy anh? Mình cũng chưa thống kê nhưng mà trên 100 loại hoa hồng. Hôm nay chúng ta nói về trà hoa hồng. Vậy thì có phải là tất cả những cái loại hoa hồng đều có thể pha chế thành trà không ạ? Không phải hoa hồng nào cũng pha trà được. Thường là người ta dùng những cái hoa hồng thơm đậm, lưu giữ hương lâu và có nhiều tinh dầu. Ví dụ như là hoa hồng leo trắng Pháp hoặc là hoa hồng leo Phất Hồng. Dạ vâng, thưa anh Minh, anh có thể dẫn Minh Trang đi xem cái loại hoa mà mình có thể dùng để pha trà ngày hôm nay được không ạ? Được Minh Trang, hôm nay mình sẽ dẫn Minh Trang đi ra tự hái hoa trên cây hoa leo trắng Pháp để sau đó thì mình sẽ pha trà chia sẻ cho mọi người một cách uống trà hoa hồng rất là thú vị. Anh đi. Thôi ạ. Hôm nay mình chia sẻ thêm với mọi người là một công dụng nữa của hoa hồng. Dạ, vâng. Đó là trong lĩnh vực ẩm thực, có thể trang trí món ăn hoặc là kết hợp nấu một số món ăn. Dạ, ngoài vâng. ra thì có thể pha trà hoa hồng. Dạ, vâng. Pha trà hoa hồng thì rất đơn giản nhưng mà ít người biết. Dạ. Thực sự là rất đơn giản. Dạ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn Minh Trang pha trà hoa hồng. Dạ, vâng. Bằng hoa hồng tươi. Đầu tiên á, là mình sẽ ngắt hoa hồng từ trên cây. Dạ, vâng. Đó, mình hãy chọn những cái hoa mà vừa nở thì cái độ tinh dầu nó nhiều nhất. Dạ, vâng. Đó, xong rồi mình sẽ nhúng vào nước sạch. Đó. Rồi, mình bỏ vô cái ly. Nếu mà mình uống một mình á, thì mình bỏ vô cái ly đấy. Dạ, rồi. Vâng. Còn nếu mà mình có khách hoặc là uống nhiều người á thì mình có thể dùng cái bình, cái ấm pha trà. Dạ vâng. À, pha trà thường là một ly á, thì một bông là đủ. Dạ. À. Rồi anh. Sau đó thì mình chế nước sôi vào bình. Dạ. Trà. Dạ vâng, thưa anh Minh, như vậy thì không biết là cái trà hoa hồng thì nó có những cái tác dụng như thế nào đối với sức khỏe mà? Theo đông y á, thì trà hoa hồng có cái tác dụng là dưỡng thể, điều hòa khí huyết, chữa đau bụng và nhất là làm đẹp. Và dùng trà hoa hồng nhiều thì theo lương y quốc trung là rất đẹp da. Đó, Minh Trang thấy không? Sau 5 phút thì chúng ta đã được một ly trà hoa hồng, màu cũng khá là đẹp. Đó. Và bây giờ mình sẽ mời Minh Trang dùng thử trà hoa hồng. Minh Trang dùng trà. Dạ vâng. Cái màu của trà hoa hồng thì nó ra rất là đẹp đúng không anh? Ừ. Quý vị và các bạn thân mến, thông qua chương trình hôm nay thì chị em phụ nữ của chúng ta lại biết thêm về một món ẩm thực vô cùng thú vị, đó là trà hoa hồng. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại phim trường chính của chương trình du lịch cuối tuần để đón xem những điều thú vị tiếp theo.